với tình thương thì không biết quý vị cũng như Quốc Pháp có nhớ đến tác phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng. Trong đó có một hình ảnh của một người họa sĩ mang tên John C. Cô ấy đang mang trong người một căn bệnh rất là hiểm nghèo. Và khi cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ thì bắt gặp được một cái chiếc lá cuối cùng trên cây thường xuân đó. Và khi đó cô ấy tự nghĩ trong đầu mình là khi mà chiếc lá cuối cùng đó rơi xuống là cũng chính là lúc cô ấy tự kết liễu cuộc sống của mình. Và cùng lúc đó thì có một người họa sĩ tên là Berman biết được cái ý nghĩ đó, thì ông đã nghĩ ra được một cái ý tưởng là sẽ vẽ một cái tuyệt tác với chủ đề là chiếc lá cuối cùng đó, để mang lại một cái suy nghĩ mới, một cái khát vọng sống cho cô gái Jonesy này. Sáng ngày hôm sau thức dậy thì Jonesy rất là ngạc nhiên, chiếc lá đó vẫn mãi không rơi xuống. Và mãi đến sau này thì Jonesy mới phát hiện ra một cái sự thật là sau khi hoàn thành cái tuyệt phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng đó thì cụ Berman cũng đã qua đời. Vâng, thưa quý vị, là nếu không có tình người, nếu không có sự yêu thương thì chắc có lẽ là cụ Berman sẽ không làm được những câu chuyện giống như vậy. Quý vị thấy không, ở cái thời đại nào hay ở bất cứ quốc gia nào thì luôn luôn có tình người hiện hữu. Và đặc biệt là trên mảnh đất hình chữ S mà chúng ta đang sinh sống thì chính cái tình người nó làm cho cái sự lan tỏa càng ngày được bay xa. Chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng nhìn lại những hình ảnh biết nói sau đây. Giống như lời hẹn của anh Quyền Linh với Ngọc ở trên sân khấu hát cho ngày mai. Dạ, cảm ơn Quyền Linh. Ngọc thấy sao? Dạ, rất là vui luôn. Hôm đó anh nói như vậy hứa là tặng cái mái tôn, Ngọc có tin không? Lúc đó thì nghe thì cũng tin nhưng mà cũng chưa chắc em lắm không luôn. Dạ đúng rồi, em không nghĩ là nó thành hiện thực luôn. À, không nghĩ. Dạ đúng. Đó, rất là nhiều người như thế. Thật ra là nghe cái ước mơ của Ngọc á, là em chỉ mong một điều á, là em sẽ lợp lại mái tôn cho mẹ mình thôi. Anh nhớ anh có hỏi là em ngang mấy mét, dài mấy mét luôn không? Dạ, để đây tụi anh sẽ tính. Dạ. Như vậy bây giờ mình chuyên tôn lên thôi. Coi chừng cái đèn, coi chừng cái đèn. Bây giờ mình phải hát một cái bài là cho chương trình hát cho ngày mai là sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để gió cuốn đi. Đó. Ca tôn này dày rồi nha. Bình tĩnh, bình tĩnh, từ từ. Cứ lấy để đỡ đó đi. Tôn qua sen từ từ sẽ tới. Linh lúc nào cũng không thấy già. Thấy trẻ hoài. Già lắm rồi. Trong khoảng thời gian 5 năm vừa qua thì gia đình cũng có gặp nhiều cái khó khăn về cái mái nhà. Là nhà cũng hay dột. Nhưng mà tại vì thời điểm đó thì Ngọc vẫn còn rất là nhỏ nên là vẫn chưa có thể giúp gì được nhiều cho gia đình. Nên là khi mà Ngọc nhận được cái phần tài trợ từ nhà tài trợ Tôn Hoa Sen là thay giúp cho mình cái mái nhà thì bản thân cảm thấy rất là vui. Cảm nhận được cái niềm vui đó trong ánh mắt của mẹ nữa. Là mỗi khi mà nhắc về cái chuyện là nhà mình sẽ được thay một cái mái nhà mới thì mẹ rất là vui. Đêm hôm qua trước khi mà chương trình đến quay là mẹ mất ngủ luôn. Từ cái niềm vui nhỏ cái chương trình rồi tới cái niềm vui lớn này, mình cũng cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Tấn ơi. Dạ có em. Anh Quyền Linh nè Tấn ơi. Ồ, dạ. Trời ơi. Dạ chào anh. Trời khỏe hả? Dạ. Bữa nay anh đến thăm nhà cũng như là gửi tặng em cái mái tôn. Dạ. Đầu tiên trao cái này trước đi. Dạ cảm ơn anh. Trao hình thức trước ha. Dạ. Rồi như hôm trước á là anh có hứa là sẽ lập lại mái tôn cho gia đình em. Dạ. Và ngày hôm nay đúng như hẹn anh có mặt. Dạ. Em cảm xúc sao? Em mừng quá, không biết nói sao nữa. Cảm ơn anh và chương trình đã giúp đỡ gia đình em. Em mà lạ lắm nha, ba lần dương tính anh. Nhà này mình lập tôn bao lâu rồi anh? À, cái này cũng mười mấy năm rồi. Rồi, mười mấy năm rồi, em thù lùi rồi đó hả? Dạ. Cái này gác hả? Dạ, cái gác. Gác gì ngủ nóng hổi, sao ngủ nổi. Tôn này tôn nóng à. Dạ.
chúc anh tặng tông mát nha. Cảm ơn anh đó. Dạ. Tông mát luôn. Ôi, chết ở đây đó rồi, xoay banh luôn cái nhà luôn rồi. À, bây giờ là giường không nhà trống rồi đó ha. Dạ. À, được rồi, vậy là lập được luôn rồi. Em coi đo cái này, bên tôn hoa sen đo này này kia xong rồi mình chuyển tôn xuống tới thôi. Dạ vâng, cái này thì xíu nữa em sẽ đo và sáng mai em sẽ chở tôn đến cho nhà anh Tấn luôn. Càng sớm càng tốt nha. Dạ vâng. Như lời đã hứa trong chương trình Hát cho ngày mai với chị Vũ Thị Trinh, chỉ là điều dưỡng mà chiếc xe của chị mười mấy năm nay rồi chưa thay, chạy đạp hoài không nổ. Chính vì thế nên Quỳ Linh có hứa Quỳ Linh sẽ đem xe đến cho chị Vũ Thị Trinh. Đây, hôm nay chiếc xe mới nha, mới hoàn toàn luôn nha. Quỳ Linh sẽ dẫn vào nhà của chị Vũ Thị Trinh xem chị như thế nào nha. Đây là khu nhà trọ của chị ở quận 9, đi rất là xa luôn, đi vào nhiều con hẻm mới vô được đây nè. Đó, rất là khó đi nha. À, bây giờ mình để y nguyên cái mới, còn là mới hết á. Đó. Xe mới không? Mới mua đó. Gần 40 triệu đó, 30 mấy triệu đó. Rồi, xin chào chị Trinh. Tên. À, nhà chị đây hả? Dạ. Chị thuê trọ đây lâu chưa? Dạ, được 7 năm rồi ạ. 7 năm rồi chị hả? Dạ vâng ạ. Cái cảm xúc rất là vui sướng và hạnh phúc lắm. Tới bây thời điểm bây giờ mình vẫn còn sung sướng và cái kỷ niệm này chắc chắn là không thể quên trong cuộc đời của mình được. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.